Mới 8 giờ sáng, trung tâm điện thoại DT24.vn nằm tại quận 10 đã tấp nập khách hàng đến tham quan mua sắm. Đây cũng là chi nhánh thứ 3 của công ty cổ phần DT2N.vn vừa được mở ra để thu hút tối đa khách hàng tại phía Nam dịp cuối năm. Công ty khó khăn để thu hút khách hàng cũng không phải là dễ giống ngày xưa. Bây giờ công ty chúng tôi chú trọng đến phần phục vụ khách hàng nhiều hơn, đặc biệt là bán hàng chính hãng, bán đúng giá và bảo hành đúng quy định. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng cái chiến lược dịch vụ khách hàng tốt nhất và khác biệt ở chỗ khác để mà lôi kéo khách hàng đến. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện chương trình khuyến mãi tùy theo cái thời điểm. Ví dụ chẳng hạn bây giờ nhân dịp khai trương này, công ty chúng tôi là khuyến mãi là giảm giá từ 10 đến 20% cái giá bán điện thoại cho khách hàng. Hiện tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào thời điểm nở rộ cuối năm với sự quảng bá liên tục của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng bán lẻ bằng nhiều hình thức như giảm giá, khuyến mại, trao đổi sản phẩm, liên kết chiết khấu từ 20 đến 50%. Đặc biệt có nơi còn treo biển giảm giá đến 90% giá trị của sản phẩm. Bên cạnh đó, sức mua cũng tăng mạnh, thể hiện rõ nhất là ở các chuỗi cửa hàng bán lẻ, khối siêu thị và trung tâm thương mại. Theo đại diện của doanh nghiệp này, doanh thu trong tháng 12 thường tăng từ 20 đến 30% so với các tháng trước đó. Nhìn chung thì với tốc độ như vậy thì về khách hàng cũng giống như là về người mua hàng thì chúng tôi cảm thấy là được với góc độ là tương đối khá tốt so với trung bình của các quý trước thì có thể là tăng tương đối từ 10 đến 20% và lượng khách họ cũng có vào cuối năm thì với nhu cầu về mua sắm cũng giống như là về ăn mặc thì tôi nghĩ là hy vọng là trong tháng tới này và tháng sau này thì sức mua nó sẽ tăng thêm so với các tháng trước. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường bán lẻ Việt Nam cũng không ngừng mở rộng các điểm bán. Cho nên, thị trường đang diễn ra một cuộc cạnh tranh để giành thị phần. Theo các chuyên gia đánh giá, tuy nắm nhiều cơ hội, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn cần phải liên kết lại với nhau để khẳng định lại vị thế trên thương trường.